Hôm trước Thành có làm một cái clip vui với Diệp về cái máy bơm xe mini của Bosch, máy Easy Pump này, và rất được nhiều anh em quan tâm. Hôm nay Thành sẽ làm nó kỹ hơn, những cái thông tin chi tiết này kia sẽ cung cấp cho anh em đầy đủ hơn. Ngay bây giờ cùng đi xem nhé. Cái máy Easy Pump này á, nó thuộc cái dòng màu xanh lá cây, là cái dòng mà nhà cửa sân vườn của Bosch ha anh em. Anh em có thể thấy là nó đựng trong một cái hộp rất là đẹp như thế này. Mở ra thì chúng ta sẽ có cái gì? Ngoài cái máy thì chúng ta còn có thêm cọng dây sạc Type-C nha anh em. Cổng Type-C rồi chứ không phải là cổng micro như xưa nữa rồi. Chúng ta có thêm một cái túi để đựng này. Có dây rút miệng. Anh em sẽ đựng hết tất cả vào trong túi này, rồi anh em cất cốp xe hay là cất trong xe hơi rất là tiện ha. Rồi giấy hướng dẫn sử dụng này kia các thứ. Có hình mô tả minh họa rất là chi tiết, cuốn sổ thì nó rất là dày. Đó là những gì mà chúng ta coi trong hộp. Về thông số kỹ thuật thì máy này á bơm tối đa là 10.33, tương đương 150 PSI, tương đương với 1030 kPa. Với mỗi lần sạc đầy pin thì anh em có thể bơm đầy 6 cái bánh xe máy từ khi hết hơi nha. Bên trong cái máy sẽ có một cái khối pin sạc 3.6V, Thành nghĩ là một cái cục pin 18650, và anh em có thể sử dụng sạc điện thoại để mà sạc được nhé. Máy này nó nặng 0,4 kg ha anh em, và chiều dài của nó thì cỡ một gang tay của Thành nè, cỡ 20 cm gì đó. Cọng dây này thì nó dài 24 cm ha. Anh em có thể nhìn thấy cái đầu này làm bằng đồng nè, rất là chắc chắn, build cao cấp nha anh em. Đây, rất là đẹp ha. Mặt phía trước của máy thì nó sẽ có một cái nút để tắt bật ha. Rồi lên đây chúng ta sẽ có một cái màn hình, anh em sẽ thấy là lượng pin nè. Rồi ở đây là cái áp suất hiện tại ở trong lốp nè, là 0,3 nè. Rồi ở trên này chúng ta sẽ có cái áp suất mà chúng ta mong muốn bơm nè. Và chúng ta có thể thay đổi đơn vị bằng cách là chúng ta bấm vào nút Unit ở đây. KPA 3 PSI. Rồi muốn tăng lên, Thành ví dụ Thành muốn bơm 35 bar đi, thì Thành bấm cộng thì nó lên ha. Muốn giảm thì bấm trừ, đè thì nó sẽ giảm rất là nhanh. Đó. Nếu anh em muốn mà chúng ta bơm thủ công, khi nào chúng ta muốn tắt thì chúng ta bấm nút, thì lúc đó chúng ta sẽ tắt cái preset này đi nha. Còn nếu như mà anh em để cái preset này thì khi mà bơm đạt cái áp suất ở trên số này nè thì máy nó sẽ tự động ngưng nha. Và khi mà chúng ta đã sẵn sàng bơm thì chúng ta sẽ bấm nút start ở đây. Thành ví dụ nè. Nó đầy 10 PSI là nó ngưng nè. Ok chưa? Đó là tính năng auto stop rất là thông minh nha. Máy này còn có một tính năng rất hay, đó là có cái đèn pin nhỏ nhỏ ở phía trên. Đây Thành sẽ bật lên bằng cách là Thành đè cái nút Unit này nè. Đó, đè tí xíu thì anh em sẽ thấy cái đèn pin này nó bật lên nè. Đó. Nó sẽ giúp cho anh em trong những cái tình huống mà trời tối á. Một cái rất hay nữa đó là chúng ta có thêm một cái khoang để mà đựng những cái đầu, ví dụ như là ở đây có cái đầu bơm phao nè, bơm bóng bay được. Rồi chúng ta có kim bơm banh, và chúng ta có cái van chuyển để mà bơm xe đạp. Xe đạp mà cái loại van Pháp hồi xưa nha anh em. Rất là tiện ha, nó nằm ngay đây luôn, rất tiện lợi. Dưới đít của cái máy anh em sẽ nhìn thấy có một cái cổng sạc, đây là cổng Type-C. Và anh em có thể sử dụng cái dây sạc điện thoại của chúng ta để mà sạc bình thường ha. Lưu ý là anh em không nên dùng sạc nhanh mà chỉ sạc cái loại 1-2 ampere thôi để đỡ hại pin nhé. Điều làm nên sự khác biệt của cái máy này đó là cái tính năng bảo vệ an toàn của nó rất là nhiều nha anh em. Ví dụ như là nó có bảo vệ chống quá tải, chống quá nhiệt nha. Nếu như mà bị quá tải hoặc quá nhiệt á, thì anh em sẽ nhìn thấy nó có một cái dấu hình tam giác với một cái dấu chấm than nó nổi lên ở đây. Rồi nếu mà máy bị lỗi nó có thể hiện chữ R1. Cái cảm biến áp suất nó đã bị hư thì lúc này chúng ta phải đem đi hãng để sửa. Còn nếu như mà nó hiện chữ R2 thì là áp suất hiện tại của cái vật mà chúng ta cần bơm á, nó cao hơn cái áp suất tối đa của máy, tức là máy nó sẽ không có thể bơm được. Rất là hay và an toàn nhé. Và điều đó chính là cái điểm khác biệt giữa một cái máy sản xuất bởi Bosch và những cái máy Trung Quốc khác ở trên thị trường nha. Máy này thì bảo hành 6 tháng và anh em nhớ là hãy mua những địa chỉ uy tín để được bảo hành trên toàn quốc nhé. Ngay đây Thành có một cái bánh xe, hiện tại nó khá là mềm, chưa có xả nha anh em, mà nó mềm thôi, để Thành lắp nó vô xem thử là bao nhiêu PSI nha. Thành vặn cái van vô ha anh em.
Hiện tại là 5.5 PSI nha, thì nó quá thấp. Thành sẽ bơm nó lên khoảng 25 PSI đi. Quá trình bơm này diễn ra trong vòng khoảng 1 phút 10 giây, cũng khá là nhanh so với những cái máy mini như thế này nha anh em. Rồi ok ha, bánh trước thì cỡ này là vừa. Và nó không có nóng lắm ha, gần như là không có ấm lên luôn. Giờ Thành sẽ bơm xe đạp nha, nhưng mà cái xe đạp này nó sử dụng van Pháp, cho nên là Thành sẽ sử dụng cái đầu chuyển đi kèm của máy nha. Đầu tiên là Thành vặn cái đầu chuyển vô, sau đó Thành sẽ vặn cái đầu bơm và bắt đầu bơm. Xe đạp thì bình thường Thành sẽ bơm khoảng 3.5 tới 4.3. Cái máy này có chuyển đơn vị nên rất là dễ theo dõi và nó cũng bơm cái bánh xe đạp rất là nhanh chóng. Nếu như ở nhà chúng ta có nhiều xe, xe máy, xe hơi, xe đạp gì đó thì chúng ta rất nên sở hữu một cái máy bơm như thế này để mà chúng ta chăm sóc bánh xe cho nó tiện ha anh em. Rồi bơm phao, bơm banh này kia cũng rất là chủ động ha. Cái máy này thì hiện tại mức giá của nó rơi vào khoảng tầm 1.700.000 ha. Nó không có rẻ, tuy nhiên là nó đến từ Bosch thì chắc chắn là độ bền nó sẽ rất cao và những cái thông số kỹ thuật của nó là chính xác nha. Về tốc độ bơm thì cái máy này bơm không quá nhanh nhưng mà nó đáp ứng được để cho chúng ta có thể bơm xe máy và xe ô tô là ok nha anh em. Cảm ơn em đã xem đến đây và anh em đừng quên cho một like cũng như là bấm vào nút đăng ký nếu anh em chưa đăng ký kênh Kết Nối Tiêu Dùng để không bỏ qua bất kỳ video hay là một điều hời nào trong tương lai nhé. Thành cũng có chơi TikTok nữa, anh em cũng bấm follow trên TikTok để mà chúng ta xem những clip vui vui trên đó ha. Nếu anh em có nhu cầu mua sắm máy móc, công cụ, phụ kiện thì anh em có thể là mua trực tiếp trên website ketnotiêuDung.vn hoặc anh em gọi vào hotline này để được các bạn tư vấn thêm. Anh em cũng có thể chat Zalo với Kết Nối Tiêu Dùng bằng cách là anh em vào Zalo này, search Kết Nối Tiêu Dùng Official, sau đó thì nhấn quan tâm và chat với nhân viên bên Thành nhé, hoặc là chat qua fanpage Facebook cũng được luôn. Còn nếu anh em muốn tới cửa hàng để sờ tận tay thì anh em có thể coi cái khúc cuối video, Thành có để một loạt những cái địa chỉ chi nhánh của Kết Nối Tiêu Dùng ha. Nhưng mà trước khi tới thì anh em hãy nhớ gọi để mà chắc chắn là có hàng cho anh em coi ha, bởi vì là mấy chục tới cả trăm ngàn loại sản phẩm khác nhau cho nên là không phải cái nào cũng sẵn hàng ha. Một lần nữa cảm ơn em đã luôn ủng hộ Kết Nối Tiêu Dùng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.